Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa gửi Thủ tướng tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng, Hòa Lạc. Theo đó, thành phố Hà Nội đề xuất xây dựng dự án metro dài 39 km, tổng mức đầu tư khoảng 65.404 tỷ đồng, thi công và hoàn thành toàn tuyến trong giai đoạn 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025. Hà Nội dự kiến huy động 5 nguồn lực để làm dự án đường sắt đô thị này, gồm vốn đầu tư công và tiết kiệm chi thường xuyên trong giai đoạn 2021-2025 là 15.000 tỷ đồng. Cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp khoảng 18.000 đến 20.000 tỷ đồng, đấu giá đất 15.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu 10.000 tỷ đồng, số còn lại vay từ các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Sở xây dựng Hà Nội là đề xuất mức phạt tăng gấp đôi đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau, phạt tiền từ 80 đến 120 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị phạt tiền từ 60 đến 100 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập báo cáo đầu tư xây dựng, phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố vừa có văn bản gửi trung tâm y tế quận huyện về việc là giám sát và xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện. Người đang cách ly và người sau cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó thì trường hợp người nhập cảnh làm việc trên 14 ngày phải cách ly tập trung là 6 ngày tại khách sạn hoặc địa điểm được Ủy ban nhân dân cho phép. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục tự cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày, xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung, lần 2 vào ngày thứ 6 tại nơi cách ly tập trung, lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh, lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. theo báo cáo của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, chương trình kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố năm 2020 có 531 doanh nghiệp đăng ký tham gia trưng bày, trong đó thì có 409 doanh nghiệp của 41 tỉnh thành phố và 122 doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn có 9 hệ thống phân phối lớn trên địa bàn thành phố tham gia kết nối và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của các tỉnh thành có nhu cầu kết nối đưa sản phẩm đạt chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm vào hệ thống phân phối. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề xuất là tăng các loại phí lệ phí cũng như là đề xuất các loại phí lệ phí mới và hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đôn đốc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, thường xuyên giám sát các cơ sở đã thực hiện rút tên, tránh để xảy ra trường hợp tái phạm. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đề xuất tăng các loại phí, lệ phí cũng như đề xuất các loại phí, lệ phí mới vào hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường. Hãng hàng không Vietjet vừa thông báo chính thức khôi phục đường bay khứ hồi nối Việt Nam Hàn Quốc. Theo đó thì từ ngày 30 tháng 9, hãng hàng không Vietjet bắt đầu khai thác chặng thành phố Hồ Chí Minh đi Seoul, Incheon, Hàn Quốc với tần suất là một chuyến khởi hành vào thứ tư hàng tuần, còn chặng bay Seoul, Incheon, Hàn Quốc đi thành phố Hồ Chí Minh với một chuyến khởi hành thứ tư hàng tuần và bắt đầu từ ngày 7 tháng 10. Bên cạnh đó thì Vietjet cũng thực hiện chuyến bay tăng cường chặng Hà Nội, Seoul, thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 9. Giá vàng trong nước thì đồng loạt đi xuống vào phiên sáng ngày 28 tháng 9. Trong đó thì thương hiệu SGC giảm khoảng là 100.000 đồng một lượng và vàng rồng thăng long giảm 90.000 đồng một lượng. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ, giá vàng thế giới giao động quanh ngưỡng 1.862 đô la Mỹ một ao, giảm 1 đô la Mỹ một ao so với phiên trước. Mức giá này khi quy đổi xấp xỉ 55,03 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 470.000 đồng mỗi lượng cùng diễn biến trên, giá vàng trong nước cũng giảm từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi lượng. Theo đó, công ty Doji Hà Nội áp dụng giá mới từ 55 đến 55,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng giảm 50.000 đồng mỗi lượng. Hiện vàng SGC có giá mới từ 54,08 đến 55,55 ,55 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, công ty Phú Quý niêm yết giá mua và bán từ 54,9 đến 55,40 triệu đồng một lượng, không có biến động so với chốt phiên trước. Cùng thời điểm, công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long từ 52,63 đến 53,38 triệu đồng một lượng, giảm 90.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước.